Xin chào anh em, mình là Tiến và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Hamilton. Và sản phẩm của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có tình trạng là hàng mới nguyên 100% full box và dạng box là box travel, dạng box du lịch rất là thuận tiện cho anh em. Ở bên trong phần box này thì chúng ta sẽ có một cái tấm thẻ của Hamilton ở đây là thẻ bảo hành quốc tế của Hamilton là International Warranty. Sản phẩm của anh em ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một chiếc Hamilton thuộc dòng Hamilton Broadway. Với tông màu ở đây là tông màu đỏ đô. Và để anh em được chiêm ngưỡng cụ thể hơn thì mình sẽ gỡ cái lớp siêu mặt này ra. Sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ có một cái mã quốc tế là H43515875. Thông tin kèm là với size mặt 42mm. Và chất liệu của mặt kính là mặt kính sapphire. Một cái thiết kế cũng như là một cái trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời cho anh em. Với size mặt lớn như này 42mm thì anh em có cổ tay to một chút, tầm khoảng 16.5 cho đến 17.5, như cổ tay của mình đây thì đang có chu vi là 16.5, lên tay rất là vừa và cái phần lắc chu lắc này nó rơi vào tầm khoảng 50mm, rất là tuyệt vời. Bộ dây đi kèm là một bộ dây da với tông màu đỏ đô và bộ khóa đi kèm thì chúng ta sẽ có một bộ khóa bướm ở đây. Các thiết kế bên trong của phần dial thì sẽ là lòng bên ngoài gồm các vạch chiều đều 60 phút, bộ kim cọc được trang bị là bộ kim mũi kiếm và phần cọc vạch. Sẽ được phủ một cái lớp lume ở bên trên để cho anh em được trải nghiệm tốt hơn về thời gian trong cái điều kiện ánh sáng mà hơi yếu. Ở góc 12 giờ thì anh em có thể thấy là cọc số 12 giờ đã được thay thế bởi một cọc số học trò ở đây để tạo cái tính trẻ trung và năng động. Kèm theo đó thì sẽ là dòng chữ Hamilton, một cái logo của thương hiệu ở đây với dòng chữ automatic. Ở góc 6 giờ thì sẽ là gồm hai ô lịch, đó là một ô lịch thứ và một ô lịch ngày với dòng chữ Squidmate. Một cái thiết kế khá là tổng quan cũng như là rất là đầy đủ cho anh em, rất là tuyệt vời. Và như anh em có thể thấy thì các thiết kế bên trong của phần dial thì sẽ được xen kẽ giữa các cái tông màu đỏ đô và tông màu xanh để cho anh em được gợi nhớ đến một cái đội bóng lớn đến từ châu Âu, đó là đội bóng Barcelona, rất là tuyệt vời. Mặt kính là mặt kính sapphire, hai bên phần thân thì được phay xước xung quanh, rất là đẹp cho anh em. Ở trên bề mặt của núm thì sẽ là một cái logo của thương hiệu Hamilton ở đây. Bề mặt đắp lưng thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế đáy hở. Và ở trên bề mặt đắp lưng này chúng ta sẽ có một cái thông tin về độ chống nước lên đến 53, thoải mái cho anh em đi mưa và rửa tay. Thông tin về mã quốc tế, mã series sản phẩm và Squidmate. Ở trên bề mặt cỏ văng thì anh em có thể thấy đây là một bộ máy cực kỳ mới của Hamilton. Một cái bộ máy H13. Với thiết kế là skeleton, logo của thương hiệu Hamilton và dòng chữ Hamilton. Ở trên bề mặt của quả băng này chúng ta sẽ có là dòng chữ là Certified 25 Z-Way Squid. Bộ máy được trang bị là bộ máy H13 với 25 chân kính, 21.600 tần số và 80 giờ tích cót. Một cái thiết kế rất tuyệt vời và tổng quan cho anh em với cái độ chữ cót cực kỳ lớn để cho anh em trải nghiệm một cái thời gian dài mà không cần phải lên cót quá là nhiều. Vân chuyện đánh cực kỳ đẹp anh em ạ. Và với cái sản phẩm Hamilton Broadway với thị trạng mà mới nguyên 100% full box như này thì hiện tại bên Kết Watt đang bán ra với một mức giá rất là tốt cho anh em. Anh em chỉ cần bỏ ra là 12 triệu thì chúng ta đã sở hữu được một chiếc Hamilton Broadway với cái tông màu đỏ đô này về tay rồi. Và để sở hữu sản phẩm này thì anh em đừng quên để lại các thông tin dưới phần bình luận cũng như là kết bạn qua Zalo để chúng ta được trao đổi các cái sản phẩm mà anh em đang cần quan tâm. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn anh em tại các video tiếp theo của kênh Đồng Hồ Chính Hãng Kết Watt và xin chào anh em.